khách sạn 5 sao giữa tháp lửa cao ngất. Flame Towers là bộ ba tòa tháp cao ngất giữa lòng thủ đô Baku, Azerbaijan, nơi truyền thống và hiện đại đan xen. Với kiến trúc như ngọn lửa vươn lên trên giữa biển Caspi, chúng là những tòa tháp cao nhất nơi đây, dù thấp nhất trong bộ ba tòa tháp độc đáo này. Fairmont Baku cao 165 m cao nhất là tháp 1, cao 182 m vẫn nổi bật hơn khi sở hữu một khách sạn 5 sao hiện đại, một trong những khách sạn cao nhất thế giới. Đêm đến, các đèn LED màu cam đỏ và hồng nhảy múa khắp các tòa tháp như ngọn lửa đang cháy. Mãn nhãn người xem, độ sang chảnh, xa hoa của khách sạn này sẽ khiến bạn kinh ngạc. Tại sảnh tầng 7, một đèn chùm với 840 đèn và hơn 600.000 hạt pha lê, nặng 2 tấn lấp lánh đến lóa cả mắt. Khách sạn còn sở hữu một trong những cây đàn piano đắt nhất thế giới. Tòa tháp có hơn 300 phòng, căn hộ và căn hộ dịch vụ, giá giao động từ 170 đô đến 5.000 đô một đêm, khoảng 4 triệu đến gần 120 triệu đồng, nằm trên đỉnh ngọn tháp. Căn hộ Hoàng gia rộng 375 m2 có view toàn cảnh cả thành phố và biển. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ, phòng tắm riêng, phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc, nhà bếp và hành lang lớn với đèn chùm xa hòa. Nơi này từng tiếp đón những vị khách VIP bao gồm các nhà lãnh đạo, hoàng gia và người nổi tiếng. Spa trải rộng khắp hai tầng của khách sạn với hồ bơi trong nhà, phòng sông hơi, bồn tắm nước nóng và không gian để thư giãn. Ngoài ra còn có một phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ các thiết bị. Garden Sky được thiết kế đẹp mắt giúp du khách thư giãn dưới hiên tắm nắng hoặc tận dụng phòng tắm hơi bên hồ bơi và phóng tầm nhìn ra biển.